là trò chơi thang bột. Chúng ta hãy nhìn đây, có một cái thang, mời các bạn qua bên phải, mời các bạn qua bên trái. Chúng ta có bốn người, có bốn vị trí, 1, 2, 3 và 4. Mỗi người đội đầu một thiết bị đựng bột và chúng ta sẽ được múc bột từ đây và truyền qua cho nhau. Ai là người múc ạ? Người đầu tiên sẽ được tôi múc. À, anh Giang múc. Người cuối cùng sẽ đổ bột vào đây. Sau đó chúng tôi sẽ đổ vào hai cái ống chữ T bên kia. Mỗi đội sẽ có 2 phút. Đội nào nhiều bột hơn, đội đó chiến thắng. Oh, mình sẽ lợi thế hơn. Đúng, mình 4 người. À không, nếu mà đổ vậy thì nó làm gì? Thế phải đổ nào anh? Ví dụ Khoa đứng như đây, thì em phải thấp xuống. Trời Thí Vinh sẽ như thế này. Trời ơi. Vậy mới chơi, chứ chơi đổ vậy chơi chi? Vậy là anh em mình hơi thiệt thòi, vậy anh em mình không có độ dẻo bằng bên kia đâu. Hiểu chưa? Vậy là cái người ở dưới hơn. Ai chơi trước ạ? À? Bên dưới xuống mới đổ lên được chứ. Đội Nam chơi trước đúng không ạ? Nam chơi trước đi anh. Mời vào vị trí. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Mình ngã chứ nào cũng đổi trước hả? Cứ nhìn. 2 phút. Bắt đầu. Lột gà vô. Máy muỗng. Theo cầu. Đầy muỗng luôn đi. Đầy luôn phải không? Nói ra. Theo cầu nha, tôi không biết nha. Thẳng lên phía. Rồi, ok. Quay ngang được không ta? Đứng cạnh, đứng cạnh anh nè. Đúng rồi, vô rồi. Từ. Ê, hút. Rồi, vô. Đâu có dùng tay. Cuối từ từ, em cuối từ từ. Anh ấy cứ rồi, được rồi, đứng rồi, cứ để nó vô được rồi. Vô, vô. Lắc đi. Ê, rồi, ra ngoài nhiều lắm à. Ừ, đúng rồi. Anh cứ trao bột cho em đi. Cái này cao lắm là 2 giờ. Lắc rồi. Ra ngoài rồi. Khoa lui lại. Lui lại chút xíu em. Đúng rồi, rồi. Vinh lắc. Đúng rồi. Lắc nữa em. Đúng rồi. Em nghĩ là 1 vòng nha. Chưa hợp. Ồ, sao được, trời ơi nhiều quá. Lắc nhẹ Vinh. Ok, Vinh anh luôn à. Ừ, đúng rồi. Xuống anh Vinh, đó. Rồi, được rồi. Rồi, Vinh, thôi được rồi, như đó được rồi. Em nha. Cái gì? Anh đâu rồi? Rồi, chưa. Để Vinh quay qua nó chỉ mình. Không chỉ là không có làm được. Rồi, ngửi ra. Anh Luật thấp xuống. Rồi kê vô. Bắt đầu hất cái đầu. Lưu xíu lực. Phải đứng cách xa nhà mới có thế đi. Khoa, ngửa cái kia. Ngửa thế nào nữa? Đây, đừng có dựa vô. Rồi, anh Luật hấp xuống. Thấp xuống anh ơi. Hấp xuống, rồi, đẩy đi. Hấp xuống. Ê, ngửa lên. Đúng rồi. Ê, không có dùng tay à. Chưa. Đúng rồi, đỡ xuống. Xuống đây mà. Đúng rồi, anh Luật. Cuối cùng rồi. Lên đi, hết tới tới đi. Đúng rồi, đổ đi. Vị trí anh rồi đây. Đây. Nó quýnh vô đầu anh chóng mặt quá. Rồi, ngỡ. Đúng chưa? Vô. Đúng rồi. Đâu. Gõ kiến hả? Vinh gõ kiến. Đúng rồi, anh Vinh gõ. Chưa. Anh Vinh gõ rất to. Ra ngoài rồi. Đừng gõ vậy được rồi. Em quay qua nhìn anh cái. Vậy là phải múc cái người đầu tiên á, phải đẩy luôn đúng cái đầu. Múc nha. À, mình tự múc luôn, mình tự. Qua bên trái, qua trái anh Khoa ơi. Qua trái. Qua thế nào? Đúng rồi, đổ đi. Đừng nghe đó. Giật cái đầu cho mình á. Anh Luật thấp xuống xíu. Ê, trật ơi. Rồi, thấp xuống. Rồi, gõ. Đúng rồi. Mấy em đẹo làm gì trời? Khởi động ép dẻo quá trời. Được không? Anh Luật ơi. Đúng rồi. Vô chưa? Vô, đúng rồi. Vô. Ê gì? Qua thấp xuống. Lan ơi, làm gì ghê vậy? Em phải khởi động. Đúng rồi, kệ nó vậy đi. Đội Nam. Nhanh. Dưới đây nhìn anh cái gì. Rồi. Rồi, ngửa ra trước Khoa. Không có linh động. Rồi, thôi. Đi chưa? Được. Mạnh lên. Đập đây. Mạnh, đúng rồi. Thời này xuống kìa. Cái này là phải xuống vậy anh chứ phải xuống nữa. Thôi. Rồi. Ê, hụt rồi. Lui lại xíu qua. Đúng rồi, mạnh lên Vinh. Vô rồi đó. Chị đi, chị Ngọc có chị. Rồi, vô rồi đó. Chị Ngọc có chồng tới làng. Chị em. Rồi, ok. Trời ơi, sao anh đổ được nhiều quá kìa. Kiểm soát được cái nổ. Rồi, ok, hạ xuống. Bắt đầu anh Luật hạ xuống nè, Bắt đầu Khoa mổ nè. Em tán rồi đâu anh Luật nha. Rồi, tán đi. Ê, Rồi.
4 3 2 1 hết giờ. Ở dưới đây không có đâu. Chúng ta sẽ đổ vào trong kia. Ồ. Thật là ít ỏi ạ. Thật là ít ỏi ạ. Thật là chán nè. À, còn bị rớt luôn rồi. Anh Giang còn đổ. Đổ ra ngoài nha. Anh Giang đổ ra ngoài. Bác bù cho. Anh còn bù luôn đi anh. Anh Vinh kìa. Kìa kìa. Anh Vinh bù rồi. Anh Vinh bù lắm. Anh Giang đó. Rồi không nói như vậy luôn không một nhóm hả? Dẹp với ai không có. Thật là chán à. Đồ bền cũng không có. Gõ cũng không hay. Nhưng gì? Ở đời nữ có thưa. Có hay không? Chúng ta biết ngay sau đây. Em để coi. Chị thấy em. Để coi, để coi, để coi. Nhớ đọc cho ai nha nào. Để coi. Ôi trời ơi. 2 phút. Đúng rồi, đúng rồi. Giỏi. Bắt đầu. Trời ơi, dẻo như vậy. Hồi xưa em đã từng xuống máy đi lẻ. Bắt đầu. Nhiều vô đây luôn anh. Maximum cho em. Hồi xưa hả? Nữa đi anh. Anh Giang nhanh tay lên. Từ từ. Giang nhanh tay lên đi anh Giang. Chậm quá à. Tụi em muốn tụi nam phải chém con nữa đó. Được rồi, được rồi. Rồi rồi. Lan nè. Đang coi đứng em lên xíu. Ngay đó, ngay đó. Rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, ơi dậy đó. Đúng rồi. Ngọc thấp xuống Ngọc, thấp xuống Ngọc. Ngọc thấp xuống Ngọc. Đúng rồi Ngọc, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Hết xuống, hết xuống. Hết chưa? Hết chưa? Một xuống nữa Ngọc. Chỉ cần một lần là có thể ăn trọn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đây lắm em ơi. Chị Ngọc đứng xuống đây trước xíu. Đứng xuống lên trước xíu rồi. Bắt đầu có thể nhảy ra chị Dạ, nhảy ra sau xíu rồi. Em nha. Có thật nha mọi người. Hồn như cái trời. Ngân, 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 ngân. Đẩy ra đây. Ba cái tay kìa. Ngân á. Chưa, chưa, chưa. Ngân xuống xíu. Ủa, cái tay chỉnh vậy. Đúng rồi. Bỏ, bỏ tay lên. Tay mày muốn chắc quá trời. Nói rồi. Điện nói thôi lấy tay. Đùi cái đùi của ơi. Dạ chắc quá trời. Đùi chắc quá trời. Bây giờ em đưa trước nè. Đúng rồi. Rồi dạ. Mà tại sao em lấy tay em chỉnh. Dạ xuống. Không dịnh luôn, không dịnh luôn. Không vịnh. Dịnh được mà, hồi nãy mình chỉnh. Từ từ, chị Ngân, chị phải ngồi. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ xuống đi, cứ quay đầu. Ngủ xuống hả, ngủ xuống. Đúng rồi, đúng rồi, xuống. Xuống đi dạ, xuống đi cưng. Xuống nhiều lên. Đúng rồi. Dạ, bóp cái đuôi kìa. Đúng rồi. Ok rồi con ơi. Rồi rồi Ngọc. Ok rồi. Rồi rồi. Ủa hết rồi hả? Ngọc nhìn giùm em lại. Mấy anh này kỳ quá, cứ sạc. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi con ơi, đổ hết chưa con? Được chưa Ngọc? Trời ơi, lần đầu muốn bằng anh em rồi. Thôi 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 thôi. Hết chưa chị ơi. Nghiêng luôn, nghiêng luôn Lan, nghiêng luôn, nghiêng luôn, đúng rồi. Tay vịt quá. Trời ơi. Hết chưa, hết chưa. Chưa, chưa, còn nhiều lắm. Trời ơi, có kìa. Mấy chị ra đi. Rồi đó nha, mà vậy đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ép dẻo cho cô vô. Rồi, Lan nhảy ra. Chị Ngọc đừng có nhảy nữa, chị Ngọc đừng có nhảy nữa, chị Ngọc đừng có nhảy thôi. Bà nhảy chi bà hứng mà nhảy chi vậy. Đừng có nhảy nữa Ngọc, rồi chị Lan nhả đi. Rồi, rồi, được rồi, được rồi, để em đi nè, đi, 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 đi. Đi, chú rồi. Đúng chừng rồi, chừng chắc là chơi lấy tay vịn luôn rồi sao chơi. Chơi tay vịn nữa rồi. Ngã nữa, nữa, nữa. Ngã nữa, một miếng nữa, rồi. Trời ơi trời á. Rồi. 7 6 5 rồi. 4 rồi. 3 2 nữa, ra nữa, ra nữa. Đúng rồi, dễ đi. Dễ đi, dễ đi, đúng rồi. Đẩy đi. Lợi. Đẩy đi, đúng rồi. Bên kia còn lâu lắm, chưa tới đâu. Tiếp. Rồi, hết rồi, hết rồi. Rồi đi đi Ngân. Vậy lượt cuối là hết gà số nè. Canh cho em nè Dạ ơi. Rồi rồi đúng rồi rồi. À Ngân. Ngọc thấp xuống rồi tiếp đi. Đúng rồi Lan. Xuống nữa. Ôi Ngọc hoài thôi, Ngọc hoài thôi. Rồi 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 xuống rồi. Ngọc hoài xuống rồi rồi. Lan ơi à, đúng Lan thôi đừng có lắc qua lại. Lan ơi lắc một chỗ thôi. Em đừng chịu. Đẩy rồi đẩy rồi. Đẩy rồi đẩy rồi. Đẩy rồi đẩy rồi. Ép dễ quá rồi, trời. Từ 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 từ. Chị Dạ để yên. Rồi Ngọc ngã xuống. Rồi, trời ngã vô Ngọc ơi, chị Dạ hấp xuống, chị Dạ hấp người xuống xíu. Từ từ Ngọc ơi, cứ đè lên cái đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dạ mà. Đúng rồi Ngọc, lắc từ từ Ngọc. Rồi, đẩy vô, đúng rồi, đúng đẩy rồi. Gì đó, đừng có lắc ngang, đẩy gì vô. Rồi, đúng rồi, rồi làm xong rồi ơi. Ủa, có nghề, có dạ. Ê, bằng sau đó chơi ngang kìa. Ai nói gì, nói gì, ai bao nhiêu tuổi mà kêu ta bằng nói vậy? Không phải, bằng sau đó chơi ngang kìa rồi. Đúng rồi. Ai chơi ngang, ai chơi ngang.
Ai chơi ăn gian hả? Gì vậy? Ai chơi ăn gian? Hai đứa làm gì vậy? Hai đứa làm gì vậy? Là chưa? Là chưa? Hết chưa? Đập xuống vậy nè đó. Chân. Tới tới. Đẩy đẩy đẩy. Không. Sáu. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Hết giờ. Ủa? Nhiều. Đợi mình nhiều. Rồi thua rồi. Anh ơi, còn một chút lông đờm á, anh đổ cho cái lông đờm. Đội nào sẽ giành chiến thắng? Tan 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 tan. Tan 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 phía sau chính ra tan tan tan. Ê chưa lắc. Ơi, ơi, ngăn lắc lắc cho đều, lắc lắc cho đều đó. Lắc cho đều. Ơi. Đội nữ hiện tại là ít hơn, nhưng mời xem lại những khoảnh khắc sau đây. Hút bỏ thêm vô. Trời ơi, vậy là phải phạt thua. Trời ơi, đội em là còn cái lông đờm, không còn lông đờm là cũng hơn luôn. Đội nữ nhiều hơn, chiến thắng. Chúng ta đang quay trở lại với bảy nụ cười sâu. Chúng ta có một trò chơi là phóng phi thiêu. Wow. Hãy cử ra người tinh nhuệ nhất chơi cùng một lúc. Ai là người phóng trái bóng đó cuối cùng bể giành chiến thắng. Mà muốn phóng được trái bóng đó thì phải vượt qua hết hai con đường này. Thì em muốn mọi người phải được trải nghiệm. Rồi, đáp luôn nhưng mà phải nhanh nha. Nhanh. Nhanh chưa? Mày chuẩn bị. Quá vậy? Cái go. Này thì mình cứ thấy 3, từ từ. 2, 1, go. Thật vội vàng để quên đi câu hứa xưa. Em lầm cái này không kịp thôi. Hòa phóng như ninja. Nói đội em cũng phóng giỏi mà. Như vậy là Mà Văn Hoa đã giúp đội của các bạn nam chiến thắng các bạn nữ rồi. Ủa em không biết đàn ông mà thắng phụ nữ có gì vẻ vang vậy ta. Đúng rồi. Rồi bây giờ sao? Mình không phục. Tụi em không phục. Đồng ý, không phục thì phạt.